nhân này càng gặp những hiểm nguy. Các ngươi đừng cố trong chờ làm chi, vi khuẩn virus ta thiếu gì, loài người các ngươi mất rồi hết đi. Nằm im một chỗ không cần phải đi, thế giới này sẽ là do ta quản lý. Cần phải mạnh khỏe để làm chi, thế giới này cho virus ta trị vì. Sữa chua ăn cơm cho tay ba bà đưa, công thức của mama đã làm ra từ xưa. Bên trong còn có thật nhiều thật dừa, giòn dai ngon miệng nhai mãi say sưa. Tăng sức đề kháng cũng chưa phải là dạng vừa, khi đề kháng bảo vệ khỏi vi khuẩn đã thấy chưa. Sữa chua của đề kháng tăng vi khuẩn té lăng. Hãy biết năm sao là sao là sao, thêm beta glucan tăng đề kháng vào, có thêm chút vitamin D và tăng thêm đề kháng để mình khỏi phải chê. Thêm B6 với A và kẽm, chẳng còn lo mình đề kháng kém. Năm khỏe hợp thành trước khi quýt, tăng đề kháng không sợ bệnh tăng vi khuẩn lên mất bảo vệ mình tới chết sang một ác nhân.